Vợ cũ của Hoàng Anh tiếp tục tố chồng không hỏi thăm con gái. Dư Quỳnh, vợ cũ của diễn viên Hoàng Anh cho biết, dịp Tết vừa qua, Hoàng Anh không hề hỏi thăm con gái, trong khi trước đó nam diễn viên đăng ảnh đi chơi vui vẻ với người tình tin đồn. Quỳnh Như cũng vô cùng bức xúc khi chồng cũ không quan tâm hỏi thăm con gái, đồng thời khẳng định sẽ không để anh nhận con. Mới đây trên trang cá nhân, Quỳnh Như, vợ cũ diễn viên Hoàng Anh đã chia sẻ hàng loạt ảnh bên con gái. Cô tỏ rõ sự hạnh phúc khi thấy con ngày càng lớn khôn và tiến bộ. Kèm theo những khoảnh khắc đời thường bên con, Quỳnh Như viết: Nu giỏi lắm cả nhà ơi, Mami hỏi là trả lời được hết. Thấy Nu ngoan như vậy, Mami cũng thấy ấm lòng và được an ủi phần nào. Love you con gái, Nu là tài sản lớn nhất của Mami. Bài đăng của vợ cũ Hoàng Anh nhận được sự quan tâm từ bạn bè cư dân mạng. Nhiều người gửi lời khen Quỳnh Như vì sự mạnh mẽ, bản lĩnh, sớm cùng con vượt qua những khó khăn từ khi sau ly hôn. Đáng chú ý, một cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích nam diễn viên gạo nếp gạo tẻ. Rồi sẽ có một ngày người ta sẽ hối hận khi đã bỏ rơi bé Nu. Trước điều này, Quỳnh Như cũng ngay lập tức phản hồi, bóc phốt chồng cũ không hỏi han con trong suốt những ngày Tết qua. Cô còn khẳng định sẽ không dễ dàng để anh nhận con. Từ lúc đi đến giờ chưa hề hỏi thăm con mình, Tết cũng chưa một lời hỏi thăm Nụ. Ở đâu ra nhận máu mủ ruột thịt? Chẳng lẽ nuôi sẵn cho lớn khôn rồi về nhận con? Không bao giờ có chuyện đó. Trước đó thì Quỳnh Như từng tiết lộ tình trạng sức khỏe của con gái. Bé Nu được bác sĩ chuẩn đoán chậm phát triển hơn những đứa trẻ khác. Bé phải học ở trường dành cho những đứa trẻ đặc biệt. Trong đoạn livestream, cô đã từng tiết lộ vợ chồng lên kế hoạch cho con đi học. Tuy nhiên thì Hoàng Anh bất ngờ bỏ đi khi sắp tới ngày con nhập học. Sự cố này khiến cho con gái của họ không thể đến lớp đúng thời gian dự kiến. Quỳnh Như cũng từng xin chồng hãy thương con mà làm tròn bổn phận với bé Nu để vượt qua chứng tự kỷ. Bên cạnh đó, cô còn tiết lộ Hoàng Anh từ chối nuôi con, không trợ cấp cho con sau ly hôn. Trải qua khoảng thời gian khó khăn, Quỳnh Như sớm lấy được ổn định trong cuộc sống để toàn tâm chăm sóc và nuôi dưỡng con gái. Mặt khác, sau vụ ồn ào ly hôn, diễn viên gạo nếp gạo tẻ ngày càng mất điểm trong mắt công chúng.